Chào con. Dạ Con ở đâu vậy? dạ con ở Việt Nam thưa chú Kiệt. Việt Nam, quê hương tôi. Con ở tỉnh nào vậy? Dạ con ở Sài Gòn. Sài Gòn bữa nay nghe nó vắng vắng vẻ lắm hả bạn? Chợ búa quán xá rồi. Giống như 2 giờ đêm thì nói chung Ủa vậy là sao vắng lắm. làm sao mấy đứa bán vé số rồi mấy quán cháo khuya đồ bánh mì khuya rồi bún bò bía đồ bằng đêm rồi rồi làm sao ta kiếm sống được không có người đi. Dạ bây giờ thất nghiệp nhiều lắm. Bây giờ con cũng thất nghiệp 1 năm mấy nay rồi, ở nhà chỉ có tụng kinh với lại sám hối thôi. Dạ Đó là số 1. Trong lúc này á, là lúc tận thế thì nước Việt sẽ đi vào ngõ cụt, rồi đến một ngày Phật xuất hiện để cứu nước Việt thì người nào mà còn chút lương tri cái tánh linh á, thì chỉ có ngồi thiền đọc kinh để không có bị nôn nóng và không có bị buồn tủi và than trách, vì là mình ở vào một cái thời đại và mình nói không phải là mình phải may mắn làm người nước Việt. Cũng giống như chú là một nhà tiên tri lỗi lạc, nói cái gì trên thế giới chúng 90%, nhưng mà chú đầu thai cho nước Việt toàn là bị dư luận viên với bị người Việt chửi, rồi bên Mỹ tám bề thọ địch, không có ai tin mình. Nếu mà chú mà đầu thai là một người quốc gia khác thì thôi á, chắc người ta đội chú lên đầu á, còn người Việt mình á đạp chú xuống ống cống mà đạp hoài vậy đó, hết người này đạp tới người kia đạp. Cho nên người Việt của mình á là cũng có Phật đầu thai xuống, song song cũng có quỷ nữa. Thì con đang sống với quỷ nhiều quá, con phải gắng mà thiền đọc kinh để con vượt qua cái màn này á. Dạ thưa chú, dạ con có phát tâm làm hình gia mẹ với kinh sách rất rất là nhiều, nhưng mà khi mà con phát gửi tặng mọi người thì rất là bị nhiều cái nguy hiểm á. Bây giờ con án binh bất động, con có phát nữa nhưng mà rất là nhiều hình kinh sách đang ở nhà con á, thì sau này khi mà chú về Việt Nam á thì chú có thể giúp con phát được không chú, thì con sợ lắm, như là gọi là ế thì nó nhiều quá. Chuyện đó cần cần gì phải lo, cái chuyện khi mà Đức Thầy mà xuất hiện thôi. Cái đạo Thiên Tâm á là do Đức Quỳnh Phú Sổ dạy cho chú, thì khi ngày mà xuất hiện một cái thì tự động mọi người sẽ hiểu. Còn bây giờ mà con có tâm con làm vậy là quá nhiều công đức, con cứ bình tâm bình thường đi, không có sao hết. Còn chú không có chỉ gieo duyên trên mạng và chú chỉ hướng, còn ai mà có chánh kiến á thì biết cha biết mẹ rồi biết tu rồi biết gieo duyên những người xung quanh hiểu về thiên tâm là cái gì. Thiên tâm là đi về trời của cái màn sàng lọc này á. Ok rồi, con cứ giữ cái đó bình tâm đừng có nôn nóng nha. Ok, chào con. Nhìn đạo Phật. Ai còn ai nữa cứ gọi đi Việt Nam nữa. Quý Nguyễn thua, giờ con đang rất buồn, đầu óc cứ đảo lộn. Con là người trực tiếp chịu sự cai trị của chế độ. Con mong Đức Thầy về cho phụ nhiều lắm. Con quyết bảo vệ chính nghĩa. Con cần sự công bằng. Hay quá. Thưa phụ ở đây cũng là vì sự công bằng, thế giới này còn bất công thì Thiên Tứ Kiệt này không thành Phật. Nhưng mà khi mà cái thầy Thế Đích là thể chế cộng sản vô thần mà sụp đổ á, thì thế giới này sẽ trả lại những cái bất công lại cho những người có chánh nghĩa thì là đúng. Cho nên kiếp này kiếp cuối nha của Kiệt. Quý vị muốn gặp Kiệt thì phải về trời mới gặp được á. Hello, hello cấp cô độc. Nghe nghe nghe. Chào chào con. Con ở Việt Nam, con hỏi sư phụ. Ở đâu con? Việt Nam ở đâu?
dòng ghiền rạch giá, cá rô bỏ ông gỗ kêu gồ gồ. Dạ đúng rồi. Thế hồi con ở rạch giá mà ở nhà hồ nó không kìa. Con ở bên dòng ghiền Hoài Lợi á, con ở tuốt ở dòng ghiền á, cá rô bỏ ông gỗ gồ gồ. Đây cái gồ gồ á. Dạ con hỏi sư phụ nhớ là mấy ngày dỗ của ông bà, từ ngày dỗ là mình đọc kinh Thiên Tâm được không sư phụ? Được. Ông bà mình á, lúc sống thì không có duyên hiểu về Thiên Tâm, nhưng mà khi mất á, cái vong linh á, họ đều biết. Tại đạo Thiên Tâm là từ ở tầng trời Đâu Thức Thiên của Phật Di Lạc. Thiên Tâm là của Phật Di Lạc nha quý vị. Sau này Ngài xuất hiện, Ngài sẽ nói cho quý vị biết. Thì tại sư phụ đừng nói trên mạng luôn. Thì những cái vong linh và những vị thiện thần đều cùng cái đạo với chúng ta ở trên trời, chư thiên á, cũng là đạo Thiên Tâm nữa. Cái đạo này có hàng nghìn năm trên trời rồi, hôm nay xuống trái đất bữa giờ là được 4 mấy năm, từ năm 79 tới giờ 50 năm, nhưng mà chánh thức á, là ngày 16 tháng 3 năm 2017. Lúc đó cha ban chiếu chỉ xuống để cho cái đạo ra đời. Trước khi cơ vận xây chuyển mạnh là sự có sự chết chóc, hoặc là từ đó tới hôm nay á, Covid, rồi thiên tai, địa chấn, rồi giờ sắp có chiến tranh nữa. Con ở dòng riền á, con nên thủ miếng gạo với thuốc nhức đầu, thuốc cảm gì đó. Tức nghĩa là mình phải tự sống ít nhất cũng 1 tháng 2 tháng ở trong nhà. Con có tưởng tượng tất cả những cái siêu thị, những cái chỗ buôn bán á, sẽ không có ai buôn bán hết. Mình mua đường, mua gì á, dự trữ nước mắm, tương gì đó, làm khô rồi để nhà đó. Thì tại vì khi mà có chuyện mà lớn xảy ra đó, mọi nguồn vận chuyển từ xe hơi cho tới máy bay, rồi tới tàu hàng đồ, cũng không có vô nước Việt nữa. Thì sẽ có đòi nạn đói á. Lúa là sao con làm nó ra gạo được? Nếu mà trà gạo thì con để lần nào con cũng để, ngay hôm nay nó bị mất hoài hả? Con không biết làm sao nên con mua lúa con để. Rồi cái gần nhà con có cái máy trà gạo á, cũng gần thôi, cách nhau từng cây số là cái máy trà gạo, nên con suy nghĩ gì cái con mua ít lúa rồi mấy trăm. Ok mấy rồi, vậy là tốt. Biết thủ đi. Tại vì nhìn Diêu Khang đó, mình học bài học. Mà Diêu Khang á, nó có người viện trợ cho nó. Chứ trong những tháng đầu người ta bị kẹt trong mấy cái tòa nhà và ấy, 3-4 tháng có nhiều người cũng chết đói á. Tại đồ ăn chưa tới là mình đã chết rồi. Ok, con có hỏi gì nữa không? Dạ, con hỏi không? Sao bà con nay á, lớn tuổi rồi, ông tên Lê Văn Triền, con có đặt cho bà con là Thiên Lê Văn Triền. Ba con có dù có một chút hướng về Thiên Tâm, nhưng mà cũng có lúc á, tôi trên mạng nghe người này người kia nói cái ba cũng hay siêu lòng. Con biết làm sao cho ba con diễn động à? Phải có cái sự sàng lọc. Những đứa con thiên ở ngoài kia mà tâm không vững á, ma quỷ á, nó nói xia nghiêng nó ngửa rồi không có vững lòng tin á, thì mình chưa có đủ phước, đủ duyên, thôi chờ vài kiếp. Còn khi đã hiểu thì đã hiểu. Còn ma quỷ á, nó cũng cùng đầu thai xuống thế gian, nó cũng là người Việt, nó cũng biết ăn nói, giỏi. Cho nên phải cẩn thận, đó là chỉ vậy thôi. Mọi người phải có chánh kiến. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Phải giữ lòng tin. Ok. Nghe được sư phụ nói con mừng quá. Giữ vững lòng tin. Rồi chào con, bye bye.